Đại dự án tiếp nước cải tạo sông Tích, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội là một trong số những công trình gây lãng phí sẽ được Quốc hội thực hiện giám sát tối cao. Dù đã hơn 11 năm trôi qua, hàng nghìn tỷ đồng đã giải ngân vào công trình này nhưng dự án vẫn chưa thể về đích. Điều này đã gây bức xúc trong nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu chính phủ, ngân sách thành phố Hà Nội, nguồn vốn ODA. Dự án cải tạo sông Tích dự kiến hoàn thành trong 5 năm. Thế nhưng suốt 11 năm trôi qua, dự án dang dở khiến cho đời sống của người dân đảo lộn. Dự án mà nó chậm tiến độ như thế này á, là dân chúng tôi làm ăn khổ lắm. Ruộng đồng bây giờ là không có lối thoát. Nắng thì không có nước tưới mà mưa thì úng. Chúng tôi ở đây tôi cảm thấy như là nhà nước không quản lý. Không có ai trông nom. Thế mà bây giờ cứ tự cái dự án này người ta thích làm thì làm, người ta thích bỏ thì bỏ. Dân tôi bức xúc lắm, khổ lắm. Ông Phạm Quang Nghị, Nguyễn Tiến Thảo lên đây tuyên bố rằng chỉ làm trong 5 năm là xong. Bây giờ báo cáo với các đồng chí tôi vẫn còn văn bản đây. Thế thì để như thế này dân chúng tôi bị ô nhiễm. Đồng chí nhìn con sông này không? Mà hành lang thế này không bảo vệ. Con người ai đi thế này rồi? Đây là còn ít người, nếu mà đông người chỉ đông xuống sông chứ. Không có hành lang bảo vệ, không bảo vệ môi trường. Dân chúng tôi bị 12 năm nay rồi. Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết nước tưới cho 16.000 ha đất nông nghiệp, cung cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, đảm bảo tiêu thoát nước, phòng chống lũ cho lưu vực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tất cả vẫn chỉ là kỳ vọng. Tiến độ chưa xong thì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân. Đó là thứ nhất là cái hệ thống giao thông đi lại. Cái thứ hai nữa là hệ thống thủy lợi, nội đồng, các công trình hoàn trả hiện nay là chưa được làm gì. Cửa sông thì hiện nay cũng chưa hoàn thiện, cho nên đời sống nhân dân gần như bị đảo lộn. Toàn bộ, đặc biệt là những cái đám ma đám hiếu ở trong làng, là hiện nay trước kia ta chỉ đi có 500m đến một cây số là đến nghĩa trang nghĩa địa, hiện nay đi vòng đến 4km mới đến được nghĩa trang nghĩa địa. Đây là một cái vấn đề mà nhân dân tôi rất bức xúc. Theo tìm hiểu, đến nay Hà Nội mới triển khai được đoạn 1, giai đoạn 1, còn đoạn 2, giai đoạn 1 và toàn bộ giai đoạn 2 của dự án vẫn án bình bất động, chưa tìm được đầu ra cho dự án. Trong đó, công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bình Minh được chỉ định thực hiện 2 gói thầu.